Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong bữa bài tập toán lớp 4, tập 1. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài 13, luyện tập trang 15. Bài số 1, viết theo mẫu. Viết cọc bên này, đọc cọc bên này. Được. Rồi, này là sao? 186 triệu. Yeah. 250.000. Rồi. Thế này chúng ta coi. 3 triệu. Ba trăm lẻ ba nghìn. Linh ba hoặc lẻ ba cũng được ha. Không trăm. Lên 3. Mười chín triệu nè. Không trăm linh năm nghìn. Không trăm nè. Linh năm nghìn nè. 005.000. 130. Sáu trăm triệu. 001.000. 001.000. Một tỷ 500 triệu. Thế này là tỷ này là mấy em có phải chưa học đây. Như vậy là lớp này lớp tỷ, lớp này là lớp triệu, đúng không? Lớp này lớp nghìn. Lớp này lớp đơn vị. Được không? Rồi, 5 tỷ. 5 tỷ. 602 triệu. Bài số 2. Các số ta cho một dãy như thế này, viết theo thứ tự từ bé đến lớn. Rồi chúng ta trước tiên chúng ta sẽ đọc, chúng ta sẽ kiểm tra hãy tất cả số này có bao nhiêu chữ số nha. Cái này 3 3 6 4 1, cái này là 7, này 7 7, cái này cũng 7. Rồi như vậy đều hết, được không? Như vậy chúng ta đây là triệu, chúng ta so sánh cái hàng triệu trước. 5 2 7 5. Vậy người ta nói là từ bé đến lớn, như vậy là số 2 là số trước đã nè. 2 6 7 4 3 9 9 nha. Số thứ nhất. Số thứ hai là hai con số này giống nhau. Ở quanh hai con số hàng 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 triệu này là
giống nhau, chúng ta sẽ so sánh tới cái hàng 100.000, này là 4, cái này là 3 được, là số 3 là bé hơn, như là 5 3 75 302, là tái số đây. Số cuối cùng là 71 86 500. Bài số 3, viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu. Này cũng đơn giản thôi. Đó. Chữ số 2 là đây, hàng 100 triệu. Còn những số sau là chúng ta thay vào số 0 hết. Số 2 này, số 2 là hàng chục hay không? Số này là hàng 100.000. Hai số 0, này ba số 0 nữa. Số 7 đây, hàng triệu. 6 số 0. Số 7 này là hàng trăm. 2 số 0. Số 7 này là hàng 10.000. 4 số 0. Số 8 này không có số nào. Nó hàng đơn vị. Số 8 này hàng nghìn. 3 số 0. Số 8 này 1 số 0. Bài số 4, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số gồm 5 triệu 40.000 320, một đơn vị. Rồi 5 triệu về hàng năm là hàng 5 triệu hết, đúng nào. 40.000, cái này là 400.000 rồi nè, cái này là 4.000 nè, 430.000 nè, cái này là gì, có 40.000 thôi, là đây được không, số này nè, 5 triệu nè, có 40.000 nè, 300 nè, 20 nè, và một đơn vị. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.